6 lâm tặc đánh 3 kiểm lâm vườn quốc gia Cát Tiên bị khởi tố. Nhóm lâm tặc đã dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả lực lượng tuần tra vườn quốc gia Cát Tiên để tẩu thoát. Ngày 15 tháng 3, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người để điều tra về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. 6 bị can này gồm Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Lộc, Trần Văn Trường, Trương Văn Danh, cùng ngụ huyện Tân Phú, Đinh Văn Hùng, Lâm Anh Tuấn, cùng ngụ Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng mùng 2 tháng 3, tổ tuần tra gồm 9 cán bộ kiểm lâm thuộc hạt kiểm lâm vườn quốc gia Cát Tiên đi tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng theo kế hoạch. Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, tại địa phận tiểu khu 42 vườn quốc gia Cát Tiên thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tổ tuần tra phát hiện một nhóm người săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nên ngăn chặn. Lúc này, nhóm lâm tặc đã dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả gây thương tích cho lực lượng tuần tra để tẩu thoát. Hậu quả khiến ông Phạm Ngọc Tuấn, phó trưởng trạm kiểm lâm cơ động, ông Trừ Văn Hai, kiểm lâm viên trạm kiểm lâm cơ động và ông Lương Văn Bảo, kiểm lâm viên của trạm kiểm lâm núi Tượng bị thương nặng. Những thành viên khác của tổ tuần tra cũng bị thương nhẹ. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tân Phú đã tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt những người gây án.